Xin chào tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn. Thì hôm nay là 28 tháng Chạp. Thì em quay cập nhật tình hình cái nụ bông để có lẽ đây cũng là clip cuối cùng của năm 2022. Thì mấy ngày tới chắc em cũng bận về nội về ngoại rồi nên em làm clip cuối cùng. Thì chúc tất cả các cô chú anh chị và một năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Thì đến với ngày 28 thì cái nụ bông gì bắt đầu nó nở điểm dài bông rồi. Thì cô chú anh chị mình, cái giống này là giống dở Bến Tre lá dài nè cô chú anh chị. Có người gọi là dở Bến Tre lá lớn thì cũng là nó. Thì em cũng nhân ra được một số cây con ở đây. Còn cái mặt này là hôm nay nó nở điểm rồi. Cô chú anh chị mình nhớ xịt cái thuốc trừ sâu nha cô chú anh chị, chứ không nó đục lủng cái này đó, nó đục xuyên qua luôn á, nó hư nụ của mình. Rồi mình cái này là cúc họ Hương nè mọi người. Cúc họ Hương thì nó nở tròn tròn dím dím thế nè, nó cũng nở những cái bông đầu tiên rồi. Cái đoạn cành này là cái đại lộc nè, đại lộc chuẩn bông nè, thì nó ra bông rất là đẹp nè. Đại lộc mà lúc nó nở nó xé cái cái bao xanh ra nhìn nó, mà nó hé ra màu cam nhìn nó đẹp lắm mọi người. Đại lộc nè. Thì năm nay thời tiết nó không thuận lắm, với lại ở cuối năm em không có vô kali nhiều á, nên một số nụ nó vẫn còn bị nín. Mấy cái này nó sẽ nở sau, mấy này đi trước ha. Còn đây là cây dở Bến Tre, xin lỗi cô chú anh chị, đây là cây dở Hữu Đức. Thì bữa nay nó cũng điểm bông rồi nè. Đây, cây này của khách. Thì mấy ngày nữa chắc anh cũng tới anh trở về. Thì nụ về cũng tương đối được rồi mọi người. Thì mọi người này bé Mai, chúc cô chú anh chị sức khỏe đi bé Mai. Chúc cho anh chị sức khỏe. Giỏi. Đây là cũng giống dở Hữu Đức nè. Nó nở điểm rồi, nó nở điểm rồi. Khoảng chừng 2-3 ngày nữa nó rộ lên là được nè mọi người. Dở Hữu Đức. Rồi cây này bữa nay nó xé nè. Rồi cây này em thay chậu lúc cũng giữa giữa năm, nó có nụ nó không có nhiều lắm. Tại lúc đó nó xả tàn, cái tàn mới nó ra ít á. Bông nhiều quá vậy. Bông đây đúng bông luôn. Bông đây đúng bông. Bông nhiều quá. Nhỏ. Cái này cũng là giống dở Hữu Đức. Thì clip này em quay cái mặt bông cô chú anh chị mình xem lúc mà nó các loại giống qua đây nè. Cái cây này rất là bự nè cô chú anh chị, em giới thiệu mọi người xem nè. Cái giống này là tại vì cái gốc của nó là cốt của nó là tứ quý nè, mà nó ghép ra cái giống mà rất là bự nè. Nó có thể bự bằng, đúng là bự bằng cái chén luôn mọi người. Đây, rất là bự nè, nhưng mà nó cái giống này nó không có này bé Mai. Nó không có được sai nụ lắm, nhưng mà nó bông rất là bự nè, 6 cánh nè. Cái cánh nó bự, hai cái cánh nó bự. Nó bự nè. Để là đẩy vô cái cây chủ là cái tứ quý á, nó đẩy nhựa lên rất là mạnh nên nó làm cho cái bông nó đây nè. Cái này cũng 10 cánh nè, 12 cánh. Sao bị rớt lá bông hết rồi. Nó nở lâu nó bị rụng cánh hết rồi. Nè cho bé Mai nè. Đây là con gái của mình. Nay nó cũng được Tết năm nay là lên 5 tuổi rồi. Chào cô chú anh chị đi con. Mình xịt sâu để tránh nhất là mấy cái sâu sinh học, như nó đỡ có mùi hôi như radian rồi á, mình xịt vô cái mình đem vô
nhà mình chưng được rồi mọi người. Trong quá trình chưng á thì mình cắt nước, mình đừng có tưới ẩm quá, ví dụ như mà để nó có miếng nước thôi cho nó rễ nó không bị khô là được rồi, chứ đừng tưới nhiều quá. Rồi nếu mà mình chưng hết 4 ngày mùng rồi mình đem cây ra ngoài nắng cho nó đỡ mất sức nha, chứ cây để trong mát nhiều, nhất là để trong phòng máy lạnh á thì nó bị mất sức nhiều hơn so với cây mà để trong cái khí trời tự nhiên á. Thì đây cũng là clip cuối của năm rồi, thì em một lần nữa em chúc tất cả các cô chú anh chị, đầu tiên là cảm ơn mọi người đã theo dõi để ủng hộ em trong một năm qua, và chúc mọi người năm mới sức khỏe, mọi việc được thành công, dạng sự như ý. Thân chào.